Hiện nay, hệ thống lan can tại khu vực kè Trân Trắc, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết đã xuống cấp trầm trọng. Một số đoạn bị đổ, gạch vỉa hè bong tróc hư hỏng, gây mất an toàn cho người dân và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Theo đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Đức Thắng, hệ thống lan can kè Trân Trắc đoạn qua địa bàn phường, đoạn từ chân cầu Trần Hưng Đạo đến cảng Phan Thiết có chiều dài trên 400 m, trong đó phần hư hỏng và không còn lan can gần 250 m được chia làm nhiều đoạn. Có đoạn phần lan can bị mất từ 1 đến 2 m, có đoạn dài trên cả chục mét. Có đoạn gạch vỉa hè bong tróc sụt lún. Thời gian qua địa phương đã thực hiện gia cố tạm bằng việc dựng lưới B40, tuy nhiên cũng chỉ được thời gian ngắn rồi rơi xuống phía cửa sông hoặc bị mất. Trong khi đó, đây là khu vực ghe thuyền của bà con ngư dân thường xuyên neo đậu, cũng là một trong những nguyên nhân gây gãy đổ hệ thống lan can dọc kè sông Cà Ti. Trước thực trạng trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố và Phòng Quản lý Đô thị Phan Thiết phối hợp đẩy nhanh việc thực hiện các thủ tục có liên quan để thi công trong thời gian sớm nhất. Sẽ sử dụng phần lan can đã tháo dỡ của đoạn kè từ cầu Trần Hưng Đạo đến cầu Lê Hồng Phong đang thi công để lắp tạm thời các đoạn bị hư hỏng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, hệ thống lan can tại khu vực kè Trân Trắc, phường Đức Thắng vẫn chưa được sửa chữa khắc phục. Việc sớm triển khai thi công sửa chữa hệ thống lan can kè Trân Trắc ngoài ý nghĩa đảm bảo an toàn cho người dân và mỹ quan đô thị của thành phố, còn đáp ứng mong mỏi của cử tri và cấp ủy chính quyền địa phương hiện nay. Bên cạnh đó, việc khẩn trương khắc phục hạng mục này, ngoài việc chỉnh trang đô thị còn góp phần để phục vụ cho các hoạt động tham quan của khách du lịch đến với thành phố Phan Thiết.